Chào các anh em của BN Gaming. Hôm nay trong video này thì mình sẽ phân tích một số khác biệt xuất hiện trong liên minh huyền thoại tốc chiến so với bản liên minh PC. Thì trong những ngày qua ở trên cộng đồng mạng có rò rỉ một số hình ảnh của người chơi liên minh huyền thoại tốc chiến bên Trung Quốc, thì mình có lấy về để mà phân tích cho anh em thấy rõ hơn cái điểm đặc biệt của tốc chiến. Cái điều đầu tiên là mình thấy là người đi rừng và đi lane sẽ có chức năng khác nhau. Như trong hình thì ta có thể thấy hình ảnh lắc là dây. Ở đây thì người chơi đang chơi lắc nhưng bên cạnh là có dây. Mà điều đặc biệt đáng để ý trong bức hình này là lắc có hai chức năng mới, đó là cái biểu tượng đồ rừng và biểu tượng rồng. Theo mình suy đoán thì khi tướng đi vào rừng sẽ xuất hiện hai chức năng này. Bởi vì lắc trong cái hình ảnh này không thể nào đi rừng được, vì cô ta đang mang thiêu đốt và cái bộ trợ tóc biến. Thì một người đi chơi đi rừng không thể nào đem hai cái phép bổ trợ này. Vì vậy mình suy đoán là khi vào rừng tướng sẽ xuất hiện hai cái chức năng, hai cái biểu tượng này. Một phần là ở hình thứ hai này, Garen đang đứng lên dưới với hai chức năng khác với hai chức năng ở trên, là biểu tượng trụ và biểu tượng lính. Có nghĩa là khi ra ngoài lên, tướng sẽ hiển thị hai cái chức năng mới này. Và như vậy trong bản liên minh huyền thoại tốc chiến, Riot sẽ có những sửa đổi rất khác biệt so với bản PC. Đó là người đi rừng, người đi vào rừng sẽ có hai cái chức năng biểu tượng khác với người đi ngoài lên. Đó là theo suy đoán của mình. Cái điều thứ hai mình muốn nhắc đến ở đây đó là trang bị. Trang bị của chúng ta đang xem đó là rìu đen. Với công thức trong bản tốc chiến là hồng ngọc 500, kiếm dài 500, búa gỗ 600, hỏa ngọc 900. Và để mua thì chúng ta phải chi đủ 2.500 vàng. Như vậy, so với bản liên minh huyền thoại PC thì nó giảm khoảng 500 vàng. Và công thức cũng khác, đó là búa chiến và búa gỗ trong bản PC. Và bên cạnh đó thì giá búa gỗ cũng thay đổi, chỉ còn 600 vàng. Có nghĩa là ở búa gỗ trong bản liên minh huyền thoại tốc chiến có giá rẻ hơn, và nguyên liệu vật phẩm tạo nên nó cũng chỉ có kiếm dài. Và điều này có thể sẽ làm cho rìu đen giảm bớt sức mạnh cho người chơi trong bản tốc chiến so với bản PC. Sau rìu đen thì trang bị mình muốn nhắc tới đây chính là móng vuốt bên dưới rìu đen. Nhìn vào thì các bạn có thể thấy là hình như nó có giá là 2.700 vàng. Và giá này thì bằng với giá của bản PC chúng ta thường chơi. Nhưng đó là về giá, còn về công thức thì nhìn qua các bạn có thể thấy là giá hai cái công thức nó khác nhau hoàn toàn. Có thể móng vuốt bên bản mobile sẽ thiên hơn về sát thương. Vì nhìn sơ qua anh em có thể thấy là công thức phía trên của nó đã là một cây kiếm dài và một cây kiếm BS. Sát thương rất là lớn trong công thức này. Còn bên bản PC thì sao? Móng vuốt bên bản PC sẽ thiên hơn về cái độ trâu bò. Vì nhìn vào thì anh em có thể thấy là nó có hai viên hồng ngọc, có nghĩa là cung cấp rất nhiều máu. Chính vì vậy nên móng vuốt của bản liên minh mobile tốc chiến và bản PC rất là khác nhau. Và tiếp theo trong hình ảnh này thì mình sẽ giới thiệu sơ cái giao diện trong game. Đầu tiên là Voidcast. Như các bạn có thể thấy góc bên phía tay trái màn hình, gần bản đồ thì có một cái biểu tượng của Voidcast. Ở đây thì hình như là người chơi đã tắt. Đây là người đang là mình đang ở trong người chơi Garen nha. Đó là điều đầu tiên. Ở đây nó cũng có Voidcast như những game khác. Cái thứ hai là ở đây đang bật camera chỉ về một tướng. Chúng ta có thể thấy trên đầu Xin Giao đang có một cái ký hiệu camera. Ở đây thì mình nghĩ thì nếu mà chúng ta có thể theo dõi một tướng bằng cái camera của chúng ta khi mà chúng ta chết nha các bạn. Vì ở trên màn hình là mình thấy góc giữa trên đang chỉ cái số giờ mà chuẩn bị Garen hồi sinh lại. Lúc này thì chúng ta có thể theo dõi được các tướng đồng minh của mình. Cái điều thứ ba là ở trên này mình thấy pin nó cũng khá là ổn định, 53 fps. Thì so với cái dòng máy thì pin cỡ này thì chơi cũng không, cấu hình không quá mạnh đâu. Theo mình nghĩ là vậy. Điều thứ tư đó là về mắt. Như là đã giới thiệu trước thì ở trong giao diện trong game này thì cũng có mắt để chúng ta cắm. Ở đây thì có hai con mắt nha các bạn, giống với bản PC. Và chat ở bên góc bên phía tay trái chúng ta thì chúng ta đang thấy có một dòng chat chữ Trung Quốc. Thì rõ ràng là người chơi trong game sẽ chat được với nhau như trên bản PC. Cuối cùng là nhìn vào bản đồ thì các bạn có thể thấy được các điểm hồi phục trên bản đồ. Như chúng ta những video trước mình đã giới thiệu thì trong in game thì cũng có những cái biểu tượng hồi phục màu xanh.
ở các trụ và trên sông. Tiếp theo, ở hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy được nguyên nhân cái chết của tướng Edril. Và nguyên nhân chính là do Fiora. Hai nguyên nhân phụ là do Miss Fortune và Oriana. Thì ở đây nhìn vào thì nó bản này cũng rất là chi tiết. So với bản PC thì nó cũng không kém gì đâu các bạn ạ. Và chúng ta có thể thấy FPS ở đây thì chỉ có 29. Có nghĩa là khi mà game về thì mình nghĩ cấu hình nó cũng không quá đòi hỏi quá cao. Và giao diện ở đây cũng rất là dễ nhìn. 15, 23 là số mạng của hai đội. Và KDA của Edril là 262. Giao diện nhìn rất là dễ. Ở trong cái bản mobile này thì vẫn còn giữ lại cái hiệu binh nha các bạn. Một cái có thể nói là phân chia được đẳng cấp của người chơi. Và bên cạnh đó mình thấy một điều rất đặc biệt ở đây, đó là trong trận đấu này đã ở phút 25 và cấp của Genix bây giờ là 15. Có nghĩa là đúng như những gì mà ở những phần trước mình đã tiết lộ, đó là level cao nhất ở đây sẽ là 15, so với bản PC là các tướng sẽ có level tối đa là 18. Và trong cái hình ảnh tiếp theo này thì đang mô tả về cái phòng tập của bản mobile. Thì so với bản PC thì bản mobile, phòng tập của bản mobile cũng không có gì quá khác biệt. Các bạn có thể thấy ở góc trái của màn hình thì có tùy chỉnh vàng, tùy chỉnh thời gian hồi chiêu, tùy chỉnh cấp độ chịu hồi rồng ngàn tuổi, làm mới trận, hình nộm của địch và đồng minh. Và còn một số chức năng khác nữa. Thì như vậy thì so với bản PC thì bên bản tác chiến mobile cũng không có gì quá khác biệt về cái phần tập. Video của mình đến đây thì cũng kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy hay và hữu ích nhớ like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ Liên Minh Huyền Thoại Tác Chiến. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo.